Vâng, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng các anh em đã trở lại với channel của Poker Lý Thái CMCT. Vâng, thì ở video này Lý Thái sẽ chia sẻ cho tất cả anh em về một kỹ thuật chơi bài nữa. Đó, và kỹ thuật này chơi bài thì theo yêu cầu của một số anh em là khi Lý Thái chia sẻ lên. Và Thái cũng nói luôn, kỹ thuật này không phải là riêng Thái chia sẻ không đâu nha, mà có rất là nhiều người chia sẻ rồi. Đó. Thì có một số anh em nói là biết người ta chơi bài 4 lá nhưng mà không biết người ta lấy bằng cách nào. Thì kêu Thái chia sẻ lên. Thì chơi bài 4 lá này nó cũng rất là đơn giản, nó cũng dễ lấy. Nhưng mà Thái chia sẻ lên thì anh em sử dụng được hay không là quyền của anh em. Chơi riêng bản thân Thái thì nói là Thái nói là kỹ thuật này chơi nó không vui đâu. Ví dụ chúng ta phát hiện cái một vài cuộc vui nó sẽ phải tan đi cuộc vui à, cho nên thì chia sẻ lên để cho anh em biết thôi nha. Còn sử dụng hay không, được hay không là quyền của tất cả anh em. Rồi, thì Thái sẽ đánh một tấm cho bạn xem thế này. Thì cái thuật này chúng ta lấy từ điểm 7, 8, 9 thôi à, tuần từ điểm 6 trở xuống thì chúng ta bỏ. Tại vì khi chúng ta chia bài à, mà chúng ta biết chúng ta 7 điểm rồi thì chúng ta không cần lấy thêm một lá nữa. Nhưng mà chúng ta 6, 5, 4 thì chúng ta sẽ lấy thêm một lá thôi à. Rồi, thì mình sẽ sử dụng chia cho bạn xem. Tại mình sử dụng hai kỹ thuật, một là chuyên nói bài hay là bấm bài à, về cái áp nè à, chia nhẹ chậm ra nhẹ à, cái này 2 nè à, cái này 7 nè à, thì bây giờ chúng ta bù rồi à, theo bù rồi thì chúng ta dùng cái thuật bấm bài à, chúng ta bấm một lá trong tay như thế này để à, rồi bây giờ thì chúng ta xin nút nè à, xong thì chúng ta sẽ lấy một lá để chúng ta ra rồi gọn đây thì chúng ta sẽ được chín nút à bạn thầy, thì đó là chúng ta chơi 4 lá rồi. Thì để đánh được kỹ thuật này chúng ta phải biết hai kỹ thuật, một là chiên hóa bài, hai là bam bài đó. Rồi thì chúng ta sẽ chia sẻ cho các bạn về kỹ thuật chiên hóa bài đó. Chiên hóa bài thì cầm bài như theo cách chia hạ chia thượng nha, cái chọn nhiều như thế này à, đây. Và khi chúng ta chia thì chúng ta dùng cái út này chúng ta để ở đây nè à, và chúng ta kéo lá bài xuống đây cho nên nó bật một góc lên đó, cho nó bật một góc lên bật thì chúng ta mới xác định được lá bài chúng ta cần lấy này là lá 6 nè, lá này lá 2 nè, lá này lá áp nè à. Thì đó, đây là kỹ thuật chiên hóa bài. Thì chiên hóa bài này thì có rất là nhiều anh em chia sẻ lên rồi đó. Thì mình cũng chỉ cái cách lên cho anh em là cách chiên hóa bài như vậy thôi. Thường thường thì anh em chiên hóa bài là không có lấy lá thứ tư mà anh em chia để anh em chiền. Thì nó rất là khó. Cây nào mình cũng nhìn hết thì nó khó. Nhưng mà cách 3 cây nhịn cây, 3 cây nhịn cây thì người ta không phát hiện. Rồi cho nên là dùng kỹ thuật này là như vậy à. Rồi, cái cách chiên hóa bài như thế này bạn ha, dùng con út để đây à, khi chúng ta kéo cái bài ra thì nó kéo xéo ra này à, bạn này lại kéo cho nó mô lên như thế này thì chúng ta sẽ thấy được một lá, lá 3 à, khi mà chúng ta chia thì cái tay nó phải xéo xuống như thế này, kéo lên, lá già à, à, đây này là ách à, đây này là 7 à, nhanh, chúng ta phải làm nhanh ha, lá đại già này, lá 2 lá 2 lá 4 đó. Đây là cái được chiên hóa bài. Khi chúng ta chia thì lá nào chúng ta ngó thì người ta sẽ phát hiện, nhưng mà cách 4 3 lá ngón lá, 3 lá ngón lá thì sẽ không phát hiện. Đó là cách ngó bài. Thứ hai là bam bài đó. Thường thì người ta bam bài bằng ngón út à, còn bây giờ là Lý Thái là bam bài bằng cái ngón này nha, bam bài bằng một ngón này đó. Thì bộ bài cầm như thế này bạn nè, cầm như thế này, ngón cái nha, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út rồi như thế này. Khi ngón này chúng ta thẳng ra như thế này và chúng ta nhấn xuống nó sẽ lên đó, nha, đây nhấn vậy nè, nó sẽ nằm trong lòng bàn tay chúng ta vậy. Khi chúng ta bỏ xuống đây thì ta sẽ lấy ra. Đó. Này, nhấn xuống
Ở đây à? Đây à? Ở đây. Thì nó nằm trong lòng bàn tay. Đó là cách bàn bài. Rồi ta chỉ lại nha. Gái ngón trỏ ha, ngón giữa ngón út nó phải nằm như thế này. Con út này nó nằm chỉ bên ngoài thôi. Và cái ngón giữa con cái ngón này nó phải thẳng ra mặt, thẳng ra nha. Để chúng ta cong lại nó mới lên. Nè, thẳng ra nè. Cong lại nè. Nó mới lên. Đó, đó là cách bàn bài. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nè. Bây giờ cho người ta xào chè thoải mái. Xào chè thoải mái à, để chống kinh à. Rồi thì bây giờ nè, chúng ta ngó, ngó cái lá chúng ta cần lấy thôi. Nè, do ngón này để chia cái lần gai là người ta biết mình biết lá nào thôi. À, mình biết đây là lá năm nè, mình chia cho người ta. À, tới mình nè, là đây là lá ba nè, và lá này là lá năm nè. Nè, thì bây giờ mình chỉ mình biết mình là năm ba nút rồi, thì mình ba bên một lá để trên này. À, mình sẽ lấy được lá này bỏ vô đây, mình xem. Ở đây thì bây giờ là mình được 9 nút. À, thì mình cũng giả bộ thôi. À, rồi mình cầm bài nhìn hình. Người ta, thì khi người ta chơi người ta cầm ta phải nặng. Đa số là người ta nặng bài. Thì mình à, trong lúc người ta nặng bài thì mình chỉ xem mình là cái, mình xem qua cái xong mình bỏ xuống nha. À, bắt đầu mình để ba lá bài như thế này. Đó, mình lấy ba. Nè, mình lấy ba lá bài của mình ra. Cùng một lá cho chúng ta như thế này. Đó. Rồi thì mình cầm lên thôi, để cho nó cầm lên bài thôi. Đó. Rồi thì mình kiểm bài của người ta. Đó, mình kiểm bài người ta thì mình đặt bài mình lên để 9 nút. Đó, đó là như vậy. Rồi mình sẽ làm lên một ván cho các bạn xem nha. Rồi để xuống kinh. Rồi mình chia ngó. Đấy, 5. Rồi lên áp. Đây là 7. Đó. Thì mới có 3 nút nè. Đọc 3. Đó. Nó dính vào tay. Đó. Để vô đây. Đó. Kiểm tra lại. Thì bây giờ cái này chúng ta chỉ được lấy có 6 nút thôi. Đó. Thì chúng ta để như thế này. Ta đặt vào đây. Y như lúc đầu. Đó. Rồi ta dùng tay này. Ta vuốt qua 3 lá. Chưa lại một lá cho nằm trong đây. Đó. Rồi thì chúng ta đặt vào đây. Trong lúc người ta xem bài thì mình đặt vào đây. Đó. Rồi mình kiểm bài. Thì chúng ta 6 nút ta có thể ăn. Đó. Rồi đây là cái kỹ thuật mà theo yêu cầu của một số anh em đó, khi đi thay chia sẽ lên là thấy một số anh em chơi đánh bài mà dùng dòng 4 lá à, như thế nào. Thì đó, đây là kỹ thuật chúng ta dùng 4 lá. Chúng ta phải phối hợp với hai kỹ thuật. Một là chia ngó bài, hai là bam bài. Tại sao phải chia ngó bài? Bây giờ chúng ta chơi phải phân chia ra là 5 năm. Bây giờ chúng ta thấy lá bài ta thì chúng ta 7 nút là chúng ta sẽ không sử dụng lấy lá thứ tư. Bây giờ là chúng ta thấp nút hơn thì chúng ta sẽ lấy lá thứ tư. Chính vì thế mà cho nên đó là nó sẽ hạn chế gây cái sự chú ý của người khác đó. Rồi thì rất cảm ơn các anh em đã xem video của Lý Thái. Nếu thấy video này hay thì cho Lý Thái xin một like, một share và một sub nha các bạn. Và đặc biệt là đừng quên nhấn chuông à, để Lý Thái sẽ ra những video tiếp theo để sẽ thông báo cho các bạn biết. Còn trong quá trình tập luyện anh em có gặp phải vấn đề gì mà không hiểu thì cứ kết bạn Zalo 0849648649 thì Lý Thái sẽ chia sẻ trực tiếp qua Zalo luôn à, Lý Thái chia sẻ lên là nghệ thuật. Anh em sử dụng mục đích gì là quyền của anh em, để thấy không cấm cản. Đó. Nhưng Lý Thái chỉ nói là anh em sử dụng phần mục đích nghệ thuật nó sẽ ok hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.